Dạ thưa bác, chỉ về số năm dạy đạo của Đức Phật thôi mà các thầy là tiến sĩ Phật học, người thì nói 45, người thì nói 49. Thầy Thích Chân Tín còn không biết nghe ai, tin ai. Vậy thầy có đủ khả năng dạy người khác sao cho đúng về đạo Phật không ạ? Giờ mình không phân biệt, không so sánh với ổng được gì, giờ ổng là gọi là thầy tu rồi. Bác không nói. Nhưng mà bác nói cái cơ bản người tu á, tu thì phải có giáo lý. Anh tu cái gì? Chùa anh tu cất cái tu cái gì phải cho các bạn hiểu rõ ràng pháp môn đó. Kể cả là 84.000 pháp môn tu cũng được đó. Tu gì phải theo cái bản pháp môn đó. Tu để được cái gì? Nhưng mà cơ bản anh tu á, cái pháp môn tu là anh có lừa người ta không? Có bằng sự thật không? Nguyên tắc là có lừa người ta có bằng sự thật không? Đó. Mình nếu một người chân tu, tu gì cũng được. Có thầy thì nói là một pháp môn tu là tứ diệu đế nè. Là bốn cái kỳ diệu của cái tứ đại á. Có thầy thì nói là có hai pháp môn là Nam tông và Bắc tông á. Nam tông là tu đi xuống, Bắc tông tu đi lên. Rồi có thầy đó 6 pháp môn tu. Rồi có thầy 84.000 pháp môn tu. Cái gì cũng được, nhà nước cho tự do, anh tu cái gì thì phải theo bản hảo rõ ràng. Và nhà nước có quy định như thế này, tôn chỉ của các pháp môn tu anh được cái gì? Nhà nước đã quy định trong văn bản đàng hoàng. Tôn chỉ của anh tu là tu được để được cái gì? Phải ghi cho rõ. Đó, rồi bây giờ anh muốn cắt cái chùa hoặc anh muốn làm cái gì đó, cơ sở tu thì anh phải có cái cơ bản này nè, thì mới tu được. Mình nên nhớ rằng nha, theo nhân dân làm chủ quốc gia có cung cấp cho tôi biết thế này, tu có 6 pháp môn mà pháp môn nào nó phải có cái bản hiểu rõ ràng nha. Tiểu thừa, trung thừa, đại Phật, niệm chú, thiền tông nó có, tu cái gì phải ra cái đó. Con ra về coi trên cái mạng nhân dung, nhân dân làm chủ á. Nhân dân làm chủ hay lắm á, không biết mọi ở đâu á, chắc lấy trên không gian xuống á, cướp sống rồi giết ra, thấy không? Đó, bây giờ còn phải đeo, bây giờ nhà nước hay nhà nước cho nhân dân làm chủ thì nhậu, nhân dân mà nhân dân vô lượng mà, thành ra moi đủ thứ hết, anh cái gì nhân dân cũng biết hết. Đó, thì bây giờ tu muốn tu cái gì thì tu, nhưng mà phải bắt việc là phải bản hiểu rõ ràng, có chắc chắn không? Tu theo ông có lừa tôi không? Cái câu này phải có cam kết à, ông cam kết là tôi hoàn toàn tôi không lừa. Thì mới là người chân tu. Còn tu mà lừa đảo tu vì tiền thôi được thì tôi không theo. Nên nhớ vì thời 4.0 này rồi là nói ở Việt Nam 5 phút sau qua bên Tây, bên Tàu, bên Mỹ nó nghe hết. Nó thời buổi này mà thời buổi này 5 châu một chợ mà 4 biển một nhà mà. Nó mình làm cái gì phải cho rõ ràng. Tư cách một ông thầy tu phải cho thông giáo lý. Anh tu cái gì cũng được, thông giáo lý của pháp môn đó. Còn nếu ông không, đừng có khi nào mà đứng ra nói giảng đạo cho người ta nghe, đừng có nên làm cái này, coi chừng cái nhân quả đó. Biết rồi đó, ông Phật nói thì tu đúng thì đi hưởng phước, tu sai làm quả báo hoặc xuống địa ngục. Trong kinh nhân quả nói rõ ràng, chứ không phải ai bịa ra đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi.